Hello mọi người, hôm nay em giới thiệu em quay video về con robot Panasonic. Panasonic hàng nội địa Trung á anh nha, chính hãng Pana, MCRS855, 14V, 23W ha. Con này là hàng nội địa Trung này, nó có quét nhà rồi hút bụi mịn rồi lau khô, cảm biến chống rơi, kết nối điện thoại. Đây, nó có camera này nha. Rồi. Đây hồi nãy đây là cái ống bụi của nó nè. Đây. Nó có thể quét được những cái rác lớn như này mấy anh nha. Đấy. Rác lớn này. Rồi, bụi mịn ha. Bụi mịn thì mình sẽ lấy trong cái khe này. Đây. Đấy, bụi mịn nó sẽ lập ra cái khe như thế này. Rồi, hàng ngày mình sẽ vệ sinh ống ha, vệ sinh ống chứa rác ha. Rồi, mình gắn vào. Con này nó có em đóng pin lại mới cho nên là nó có thể chạy được tới 2 tiếng rưỡi nha mấy anh nha. Rồi. Đấy, quét qua một cái rất là sạch nha. Đó, đặc biệt là cái nữa. Đấy, đấy, nó quét qua một phát là hết rác luôn mấy anh ơi. Cho nên là mình mua cái này là về nhà rất là đỡ nha. Rất là lông tóc của động vật rồi này kia hoặc là rác nhỏ rồi này kia là nó sẽ hút được hết. Nó quét nhà rất là sạch luôn. Và đặc biệt nó có một cái bức tường lửa nha, nó có mình có một cái để tạo cái tường lửa cho nó này em. Đây đây chính là cái tường lửa ha. Bình thường nếu mà mình không có gì á, thì con robot này có thể chạy từ trên này, nó chạy lên xuyên qua đường luồng nhà em, nhưng mà cái này mình đặt ngay đây ha. Ví dụ nha, mình đặt ngay đây mình không cho lên nữa thì nó chỉ tới đây thôi là nó ngưng rồi, tới địa phận như chỗ này là nó ngưng. Đây mình để chỗ này thì nó sẽ không có vượt quá phạm vi ở lên trên này, nó chỉ ở dưới cái phạm vi mà mình đặt tường lửa thôi. Nó có điều khiển đây, mình chỉnh chế độ này. Đấy. À, đây là tắt nguồn nè, cái này là tắt nguồn ha. Rồi cái này là mức độ gần nhất này, rồi xa nhất rồi đó, nhưng mà thường em sẽ để chế độ này, chế độ đầu tiên. Đấy, khi mà nó chạy thì nó sẽ lên, nó sẽ không có qua được cái mức này. Đấy, để em review cho mấy anh xem. Đây ha, bây giờ nó sẽ tiến tới này, đi thẳng nha, gặp bức tường lửa nha. Gặp bức tường ảo là nó sẽ ngưng ngưng lại, nó không đi được nữa. Đấy, nó sẽ không có vượt qua được cái tường ảo của mình. Đó, cho nên là mình có thể giới hạn phạm vi của nó được, không có cho nó ra những cái nơi mình không thích hoặc là cho nó ở phạm vi phòng khách. Đấy, thì mình giới hạn được nè, rất là hay nha. Camera của nó này, camera của nó có thể thấy được đồ vật và nó không chạm vào nha, nó không chạm vào luôn. Đấy, này nó tới nè, ngưng nè, nó không có vượt qua được mấy anh. Này cản lại nè, đó cản nó lại ha. Rồi tiến tới nè, đấy, tới bức tường ảo nè, ngưng lại liền luôn, không có thể nào vượt qua bức tường ảo được mấy anh. Đấy, rất là hay nha. Đấy, mình để nè, nó không có chạm vào vật cản đâu. Đấy, tại vì camera của nó có thể thấy được vật cản luôn. Con này rất là xịn, chạy rất là êm nha. Đấy, tới bức tường ảo là nó sẽ tự động nó cua lại thôi, giống như nó cản vậy đấy mà. Đó. Nó sẽ tự động về làm sạc, tự động về sạc nha. Khi mà hết pin nó sẽ tự động về với cái nguồn của nó sạc đầy luôn. Rồi hàng nội địa Trung chính hãng Panasonic, một thương hiệu rất là nổi tiếng nha mấy anh em nào có nhã có nhu cầu mua cái này ha. Mình dọn dẹp vệ sinh, đặc biệt là dịp lễ Tết thì con này nó có thể hút được rác, bánh kẹo hoặc là hạt dưa rất là đỉnh nha mấy anh nha. Đấy. Anh nào mua thì nhắn em ha, 3 triệu một con mấy anh nha, 3 triệu là full thùng luôn, đầy đủ phụ kiện luôn, nói gọi là mới 99%, mới 99% nha. Đấy, mấy anh thấy không? Chạy rất là êm nha, không có nghe tiếng gì hết trơn. Đấy. Nó được lắp ráp tại Trung Quốc mấy anh nha, hàng nội địa Trung mà. Nó lắp ráp công nhà máy của Panasonic tại Trung Quốc ha. Đấy. Cái này là hàng thanh lý của công ty tồn kho á, cho nên là em mới mua được giá rẻ và em bán ra giá rẻ với mọi người nha. Chứ con này nếu đúng giá thị trường của nó phải tầm 7-8 triệu một con là mấy anh ơi. Con này rất là xịn luôn. Mấy anh nào mua thì nhắn qua Zalo cho em 0903 840 137 nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem.